Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9:10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Năm 2023, thành phố được giao dự toán thu ngân sách là 413,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 10 tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 250,6 tỷ đồng, bằng 60,6% kế hoạch so với dự toán tỉnh giao, đạt 60,3% kế hoạch so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất thu được 230,3 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Có hai khoản thu hoàn thành vượt mức kế hoạch là thu ngân sách khác đạt 459% kế hoạch, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 166,6% kế hoạch. Hai khoản thu đảm bảo tiến độ là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 95,5% kế hoạch, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 90,3% kế hoạch. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhưng còn đạt tỷ lệ thấp như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 85 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch, thu lệ phí trước bạ đạt 52% kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân đạt 69,4%, thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 15,9% kế hoạch. Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu là do nền kinh tế tăng trưởng không đạt như kỳ vọng, đồng thời do ảnh hưởng bởi áp dụng chính sách miễn, giãn, giảm thuế theo chương trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Số ước hụt thu là khoảng 45,5 tỷ đồng. Thêm vào đó, đối với nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do nhiều địa chỉ đất xin chuyển mục đích sử dụng đất không thực hiện, nhu cầu hợp thức, chuyển đổi của các hộ gia đình, cá nhân có xu hướng giảm. Thu tiền sử dụng đất từ bán đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Giải pháp trong 2 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung công tác thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, chuyển giá, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện và kê khai nộp thuế để thu 1% thuế giá trị gia tăng trên địa bàn thành phố. Dự ước tổng thu ngân sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, thành phố sẽ thu được 301 tỷ đồng, đạt 72,8% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 572,5 triệu đô la Mỹ, đạt 89,7% kế hoạch, bằng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 304,2 triệu USD, bằng 266% so với cùng kỳ, đạt 230,5% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu đạt 123,6 triệu USD, bằng 22% so với cùng kỳ, đạt 31,2% kế hoạch. Kim ngạch giám sát đạt 144,7 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện tại 3 cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh và Sóc Giang. Kim ngạch nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng có kim ngạch chiếm tỷ lệ cao như ô tô, máy móc thiết bị giảm mạnh. Do đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch hàng xuất khẩu tăng cao do phía Trung Quốc nhập mạnh mặt hàng nông lâm sản. Dự báo năm 2023, ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 661 triệu USD, đạt trên 103% kế hoạch, bằng 74% so với năm trước. Trong khuôn khổ hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13 khu vực 1, ngày 19 tháng 11 đã tiếp tục diễn ra các trận đấu của môn thi bóng chuyền nam nữ. Các trận thi đấu với những pha bóng kịch tính, quyết đoán thể hiện được kỹ năng của vận động viên và chất lượng của giải đấu. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi ở nội dung bóng chuyền nam, đội tuyển tỉnh Hòa Bình đã xuất sắc giành chiến thắng trước hai đối thủ là Cao Bằng và Vĩnh Phúc với tỷ số 2-0. Vĩnh Phúc giành chiến thắng trước Tuyên Quang với tỷ số 2-0. Ở nội dung bóng chuyền nữ, đội tuyển tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình xuất sắc giành chiến thắng trước các đối thủ Thái Nguyên và Phú Thọ với tỷ số 2-0. Đội tuyển Hà Giang chiến thắng đội tuyển Phú Thọ với tỷ số 2-1. Đối với nội dung bóng đá nam, đội chủ nhà Cao Bằng đã chiến thắng cách biệt đội tuyển Thái Nguyên với tỷ số 7-1. Trước đó, trận đấu giữa đội tuyển Điện Biên và đội tuyển Lạng Sơn đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Ngày 19 tháng 11, bộ môn Điền Kinh trong khuôn khổ hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13 khu vực 1 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Bộ môn đã thu hút 38 vận động viên đến từ 8 đơn vị, gồm Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lào Cai, Quảng Ninh và đội chủ nhà Cao Bằng. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung, đơn nam, đồng đội nam, đơn nữ và đồng đội nữ. Trong đó, nam thi đấu ở cự ly 5 km, nữ 3 km. Mặc dù thời tiết khá lạnh, có mưa nhỏ, nhưng các vận động viên đã nỗ lực hoàn thành phần thi an toàn. Nhìn chung, các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Kết thúc môn thi, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, nhì, ba ở 4 nội dung cho các đội vận động viên thành tích cao. Trong đó, giải nhất nội dung đơn nam thuộc về vận động viên Trương Văn Quân, đội Thái Nguyên. Nhất đơn nữ thuộc về vận động viên Lý Thị Vân, đội Lào Cai. Nhất đồng đội nam thuộc về đội Hòa Bình. Nhất đồng đội nữ thuộc về đội Lào Cai. Tại bộ môn này, đội Cao Bằng đạt 2 huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam và nữ, 1 huy chương đồng, 1 huy chương bạc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023, huyện Bảo Lâm được giao kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng, phân bổ cho 13 xã thị trấn để đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn. Trong đó, vốn giao năm 2023 là 8,2 tỷ đồng, vốn chuyển nguồn năm 2022 sang thực hiện năm 2023 là 1,5 tỷ đồng. Kinh phí đối ứng của người dân là hơn 829 triệu đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức thẩm định xong 21 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, gồm 4 dự án hỗ trợ giống bò cái sinh sản, 8 dự án trồng hồi lấy lá, 9 dự án trồng quế của các xã thị trấn. 100% số dự án đã thực hiện xong cấp cây con giống cho các hộ tham gia. Kết quả giải ngân được 525 triệu đồng, đạt 5,35%. Trong đó, kinh phí chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 50 triệu đồng. Kinh phí kế hoạch năm 2023 là 474 triệu đồng, đạt 5,72% vốn giao. Dự kiến hết năm 2023 sẽ giải ngân được 100% kinh phí giao. Các hoạt động đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đã tập trung đầu tư, hỗ trợ vùng nghèo, vùng khó khăn. Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận được các chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo nền tảng cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Từ đó, kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đạt kế hoạch đề ra. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thuộc các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước. Đồng thời tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, nhân rộng gương sáng nhà giáo điển hình tiên tiến, có nhiều cống hiến và đóng góp trong toàn ngành. Động viên đội ngũ nhà giáo vượt khó vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, ngành giáo dục và đào tạo đang triển khai công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách căn bản, toàn diện. Xưa nay chưa từng có đối với tất cả các cấp học, từ mầm non tới đại học. Trong đó hiện đang tập trung triển khai đổi mới sâu rộng đối với giáo dục phổ thông. Cụ thể là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, cần phải đảm bảo thực hiện nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó lực lượng nhà giáo có vai trò quyết định đến sự thành công của toàn bộ quá trình này. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ cố gắng làm mọi việc, mọi biện pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo cả về lượng và đặc biệt là về chất. Chia sẻ với các thầy cô giáo được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn các thầy cô tiếp tục lan tỏa những gì mình đã làm được, đã tích lũy được từ kinh nghiệm và thực tiễn nghề nghiệp của bản thân. Bộ trưởng nhấn mạnh chúng ta luôn tâm niệm nghề giáo là nghề cao quý và luôn cần giữ sự tôn nghiêm. Nhưng để có sự tôn nghiêm, trước hết với nhà giáo, chúng ta cần làm thật tốt công việc của mình, để từ đó có tinh thần và ý thức đầy đủ giữ gìn sự tôn nghiêm của nghề nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để khẳng định được giá trị bền vững, tốt đẹp của nghề nghiệp lan tỏa cho xã hội.
Tăng trưởng GDP năm 2023 khó đạt mục tiêu 6,5%. Việt Nam cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, chuẩn bị các yếu tố nền tảng cho sự phục hồi và tăng tốc mạnh mẽ hơn trong năm 2024. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên tăng xuất khẩu, thậm chí là tăng nhập khẩu sẽ có ý nghĩa với tăng trưởng. Tăng cường đầu tư công cũng là giải pháp cần nhấn mạnh bởi đà giải ngân đang tốt, dư địa còn lớn. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến hết năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2024-2025, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, cơ chế chính sách để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hành lang pháp lý về chuyển đổi xanh với những cơ chế rõ ràng để doanh nghiệp hoạt động và từng bước chuyển đổi. Tăng cường xuất khẩu, khai thác thị trường mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch, đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, vì đây là ngành công nghiệp chủ lực để lan tỏa đến các ngành khác. Ngoài ra, phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần kích thích nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn, tiếp tục thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nhằm đóng góp vào nền kinh tế, giải quyết việc làm, tạo cảm hứng phát triển. Liên quan đến việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chính phủ cho biết năm 2023, bên cạnh nguồn vốn do ngân sách trung ương và địa phương phân bổ, còn có các nguồn lực khác như tín dụng chính sách xã hội, huy động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện. Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở các địa phương. Năm 2023, ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt trên 321.600 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo là trên 34.800 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là gần 43.100 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là trên 46.100 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã trích từ Quỹ vì người nghèo các cấp và chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với hơn 5,4 triệu xuất quà, trị giá khoảng 2.389 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp cũng đã đóng góp khoảng 160 tỷ đồng. Để tiếp tục huy động sự đóng góp của xã hội trong công tác giảm nghèo, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện trong 3 năm còn lại của chương trình. Black Friday diễn ra vào thứ Sáu ngày 24 tháng 11, nhưng hiện nay nhiều cửa hàng đã bắt đầu thực hiện các chương trình khuyến mại sớm Early Black Friday. Nhiều người hay nói vui cuối năm là thời điểm chạy đua marathon của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo gần đây của một đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy 45% đang cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Các doanh nghiệp, cửa hàng đang chuẩn bị hàng hóa lên danh sách các mặt hàng để lên chương trình khuyến mại đến 70%. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ bán các sản phẩm có tính sử dụng lâu dài cho mục đích tiết kiệm của khách hàng. Theo một số sàn thương mại điện tử, mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng thường là các nhóm mặt hàng có doanh số tăng mạnh trong dịp cuối năm. Các sàn cũng có chính sách hỗ trợ người bán để tăng doanh số giai đoạn cao điểm. PwC từng công bố khảo sát năm nay cho thấy, cứ 10 người tiêu dùng Việt Nam thì 6 người sẽ cắt giảm chi tiêu không thiết yếu. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ phải đánh giá lại thị trường, xem xét mặt hàng nào thực tế nhất, phù hợp với người tiêu dùng, từ giá cả đến tính thực dụng trong cuộc đua marathon cuối năm. Chuyển sang tin quốc tế, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột Israel-Hamas cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đã bước sang tuần thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình trong ngày 18 tháng 11 đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv, kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ đòi chính phủ phải ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến và trao đổi số con tin.
Còn tại Berlin, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh Đức, khoảng 2.500 người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Những người biểu tình dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ Israel phải có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại dải Gaza. Hàng nghìn người dân Pháp cũng đã tham gia tuần hành trong mưa ở thủ đô Paris để bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay. Cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết đã có hơn 12.000 người thiệt mạng, trong đó có 5.000 trẻ em kể từ xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10 đến nay. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.